Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Shizu của Jika Audio. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 và lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn anh ở Hải Phòng và anh Tuấn có theo dõi kênh chúng em và có đặt cho mình một cấu hình combo karaoke ở đây. Thì em đang set theo cái cấu hình mà anh Tuấn đã đặt bên chúng em, gồm một đôi loa cây Kenwood. Dòng loa cây hiện nay đôi Kenwood này nó là dòng loa để thể hiện rất là tốt về cái chất karaoke cũng như vừa nghe nhạc, bass đánh rất là sâu, thể hiện bởi hai con bass 25 dòng bass điện kết hợp với một con chung 15 với hai con tiêu siêu chép đi kèm nhé. Trên cái bản Kenwood này là màu đen ạ, kết hợp màu đen và màu trắng. Trên con bass nó sẽ có điểm nhấn là những cái vòng kiềng trắng và tấm e căng, chúng ta có thể nhìn xuyên thấu ở kia. Hiện nay những cái cặp Kenwood như thế này chúng em đang bán trên thị trường 5,5 triệu và ghép cùng với con đẩy QA800 Pro, một con đẩy hai kênh công nghệ mạch Class D nguồn sum. Hiện nay chúng ta có thể hát karaoke và nghe nhạc với cái công suất đạt maximum lên được 800W một kênh, vì nó là dòng đẩy hai kênh. Và tiếp theo là một con vang KM8FX Pro. Ở đây thì cấu hình này em tặng cho anh Tuấn một cái mic dây cao cấp model là SM2000 của thương hiệu Subox, giá trị món quà lên đến gần 1 triệu đồng và tổng bộ combo này là 13 triệu. 13 triệu thì anh Tuấn cũng đã cọc cho bên chúng em 500 ngàn đồng rồi. Và chúng em sẽ test và sắp hàng set up cẩn thận xong bắt đầu gửi về bến xe Cầu Giào cho anh Tuấn nhận nhé. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều và mong rằng các anh em đang theo dõi và tìm cho mình những cấu hình combo tầm độ 13 14 triệu thì sẽ lấy những cấu hình này để chúng ta tham khảo và lựa chọn. Ok, và sau đây thì mời anh Tuấn và các anh em chúng ta thưởng thức một đoạn nhạc không lời, sau đây em sẽ test một đoạn karaoke nữa để chúng ta có được một cái chất lượng kiểm định nó vừa nghe nhạc vừa hát karaoke trên cấu hình combo rất là hợp lý này. Miệng cầu trọn đời có nhau và tình yêu em.
còn những tiếng nói đang chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút, giờ mình phải chia tay trong.